Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Đấy, quý vị và các bạn có thấy anh Hiệp anh ấy đứng ở trước ống kính của Mạnh không? Chào anh em nhé. Đấy. Anh ấy đang đứng trước một cây dưới khá là lớn. Vâng, anh nói sao về cây dưới này hả anh? Đây là một cây dưới có theo như quan niệm của mình gọi là nghênh phong nhé. Vâng, nghênh phong. Còn theo mỗi anh em, nhưng mà hiện tại đang xuất xứ ở tại vườn sinh vật cảnh, hợp tác xã sinh vật cảnh Thăng Long Hà Nội. Vâng. Đấy, thì có cái thế là mình gọi là nghênh phong. Vâng. Một chú rồng ấy. Đấy. Rất là tuyệt vời, cực kỳ rõ luôn anh ạ. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh? Cây này là cao vào khoảng cỡ 2 mét nhé. Cao 2 mét. Vâng. Hoành anh thử đo lên xem nào. Mình sẽ đo hoành cho anh em xem nhé. Đo đoạn này anh em nhé. Đấy, đo đoạn này cho vâng. Mạnh Bonsai quay này. Của nó là 70. 70 phân. Ừ. Ok đấy, anh. Đo đoạn này thì phải hơn này. Đấy, chiều cao là 2 mét đây. Cái này bóng tầm mét rưỡi. Bóng này tầm phải hơn 2 mét. À, à bóng phải hơn 2 mét. Quay lên phần dưới anh. Ok đây ạ. Mạnh quay cái gốc. Đây, cho quý vị và các bạn ngắm nhá. Đây, nó như một chú long này. Đấy. Rõ chưa? Quý vị nhìn thấy phê chưa? Đẹp chưa? Quá chi tiết chứ cụ thể rồi đấy. Đấy. Dưới thì bệ chỉ như thế này thôi nha quý vị ạ. Quý vị xem kể cả siêu phẩm của ông Trường Giấy mua mà vài tỷ cũng đến thế mà. Bệ dưới nó không như bệ xanh, bệ si nên là quý vị đừng có cái so sánh. Ngay cả cây nhiều tiền nó cũng, bởi vì đặc thù của dưới là như vậy. Một cây dưới. Ê quên, cây này nhiều tiền không anh? Cây này của nó có giá là 107 triệu. 107 củ khoai, đấy. 107 củ khoai. Không so gì với cả cây siêu phẩm của mấy đại gia kìa. Có hơn 100 củ thôi. Thực sự luôn là bác nào mà chơi dưới thì bác ấy mới biết được, nắm rõ được. Đây, tôi quay về cái bệ bên này cho quý vị và các bạn xem này. Đấy, để cho quý vị và các bạn ngắm cho rõ ràng luôn này. Tác phẩm dưới à? Tác phẩm dưới giá nghênh phong 107 củ khoai đang có mặt tại vườn hoa cây cảnh của hợp tác xã Thăng Long thuộc thôn Thọ An. Xã Thọ An. À, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ok, mời quý vị và các bạn vác tiền lên để sắm về. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây khế. Đấy, tự dưng em thấy anh ấy ra đây đứng ở cây khế này. Quay cây khế này cho quý vị và các bạn thấy cây khế nhiều quả không? Chính xác ạ. Ngon lắm nó thật các bạn ạ. Cái chua hay cái ngọt anh? À, cái chua. À, ui, cái chua. Nếu như bây giờ có Mạnh Bonsai đến với tôi chỉ có vặt một đĩa vào để làm một ấm nước trà thôi. Ui, cái chua này phải uống rượu. Rượu, trời hôm nay mùa đông. Miền Bắc này đang bắt đầu ấy, bắt đầu vào đông quý vị ạ. Làm phép đo anh em chị nhá. Đây, đo anh em cái hoành này nhá. Đấy, cho anh em xem nào. Hoành của nó là 33. Hoành 33. Hoành 33. Vâng. Cây này thì bệ phải nói là tuyệt vời luôn rồi. Cây này phải 1m2 đấy. Cao 1m2 đấy. Chiều cao của nó là 97. 97. Tàn của nó là 137. Bóng, 137. Bóng rộng 137. Đấy, quý vị và các bạn vừa có được cái số đo tổng thể hết tất cả rồi nhá. Về vanh nhá, hoành nhá. Rồi là cao này và bóng này rất rõ ràng. Giá là 13 triệu. Có 13 triệu thôi à? Có 13 củ thôi. Ôi, em giật mình. Tưởng cái này phải nhiều tiền lắm. 13 triệu. Cái khế già như này. Đây quý vị nhìn này, quả này. Quá nhiều luôn đấy. Đây. Đấy. Thèm lắm nhưng mà không dám chảy đấy. Chảy bác ấy đánh nhau gãy tay. đồ chơi mà, đồ cây cảnh mà. Giống như kiểu vào nhà mấy bác ấy bao nhiêu là sung ấy. Đấy, các bác ấy toàn phải làm cái biển là có thuốc sâu à. Vừa phun thuốc sâu. Rồi, một cây khế phải nói là tuyệt vời. Đây bên cạnh ấy, một cây khế nữa anh. Khế này là giống khế khác à? Đúng rồi, giống khế này. Đúng anh Hiệp? Khế này là khế miền Nam. À, khế gân miền Nam à? Không, không phải gân nhưng mà khế miền Nam. À, cũng là dòng khế chua. Cây này có bộ bệ kinh khủng đấy. Cái này là cao bao nhiêu anh? Đây số đo của nó đây. Anh đọc lên cho bà con. Cao của nó là 1m3. Cao 1m3.
tàn nằm cao 1m2, tàn 1m3. Hoành của nó đây này, hoành gốc của nó đây này là 128. Ok anh. Được trồng trên một cái thống cái này là Bát Tràng hay là Tàu đây, có thể nhờ anh em bình phẩm giúp cái. Mình cũng chưa kỹ lắm đâu. Là một thống cũ đấy. Ờ thống. Cũng có 5 tháng đấy. Đấy quý vị và các bạn. Ai cái này mấy củ khoai anh ơi? Cái này là 36 củ. 36 củ khoai. Cái này bộ bệ đẹp. Quá rõ ràng, quá tuyệt vời nhá quý vị nhá. Đấy hai cây khế đặt cạnh nhau. Quý vị thích cây nào thì alo anh Hiệp. Đấy. Rất là rõ đây rồi. Đây, lại một cây mai nữa hả anh? Lại một cây mai nữa. Mình to cho anh em cái hoành cây mai này. Một cây mai chiếu thủy cũng lá to à đúng không anh? Không, đây là hàng là chung. Là chung à. Cây này đang kiểu làm thu về theo chơi theo lưới lối rụt dịt đây à. Đây cây này ngồi bệ đây anh em đây. Bao nhiêu anh? Đây mình bonsai ngon. Đây là hoành này là 63. Không, phải hơn chứ. Đây là 163. 163. Ừ đấy. Ừ đúng rồi, 163. Hoành 163. Đấy bệ của nó to thế đấy. 163 đây. Ok. Đây thước này anh em mình nhá. 100 đây, 1 mét đây. Đúng. 163. Cao được 80 không? Cao là 67. 67. Đúng là tỷ lệ vàng rồi. À. Nếu mà theo bonsai là tỷ lệ vàng đấy. Cao 67. Tàn rộng là 97. 97. Tàn rộng là 97. Ok. Em chào chị nhá. Một cây mai chiếu thủy. Nó là rất già. Cây này mới là cây đẹp này anh ạ. Cây này cây này bao nhiêu tiền đấy anh? Cây này theo như Mạnh Bonsai thì Mạnh Bonsai bình phẩm khoảng bao tiền? Em không biết đâu. Tại à, vì không biết đâu à? Tại vì là cây này là khó đoán. Okay. Cái tiền là cái khó đoán nhất đấy. Cây này là giao lưu với anh em là bằng 55 triệu. Cây này đẹp này. Trong mấy cây mai em thấy cây mai này đẹp. 55 triệu. Quý vị đừng bảo ôi thằng Mạnh này xem là biết còn không biết cây nào. Đúng không? Có mấy cây mai cây này chẳng đẹp làm gì nữa. Đúng không quý vị? Vâng. Tuyệt vời. Thôi đợi em.